Chào mừng các bạn tiếp tục quay trở lại với channel của mình. Và mình là người lạ. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn những cái món đồ mà mình đã mới pick up trong đầu tháng này, tức là khoảng đầu tháng 3 này. Và ở đây mình sẽ giới thiệu không chỉ giày mà còn có cả quần áo nữa. Thì mình đang muốn hoàn thiện một cái bộ trang phục cơ bản. Thì có lẽ là cũng thiếu đi một số cái phụ kiện. Thế nhưng mà ở đây có đủ một cái bộ trang phục để chúng ta mặc từ đầu đến chân luôn. Những cái món đồ mà mình mua này nó sẽ gồm có đương nhiên là giày bên dưới cùng này. Sau đó thì mình có một cái quần jean, có một cái áo phông và cuối cùng là một cái áo sơ mi để khoác ngoài nữa. Như vậy chúng ta không thiếu một cái gì cả. Thì nếu mà có một số video sau thì mình sẽ làm nhiều hơn nữa ở một số phụ kiện, ví dụ như là vòng cổ, ví dụ như là đồng hồ vân vân. Thì đầu tiên mình sẽ cho bạn xem về đôi giày mà mình đã mua. Đây là một đôi giày tới từ thương hiệu New Balance. Thì vào mùa hè rồi, mình muốn đi những đôi giày mà nhẹ nhàng tới từ New Balance với hộp màu xám như thế này. Và cái mẫu mã mà mình chọn thì nó sẽ có mã đó là New Balance 996. Đó, số 996 thể hiện trên lưỡi gà này. Mình chọn cái màu đen trắng xám này để nó phù hợp với lại cái outfit có cái màu sắc cũng đen trắng. Tí mình cho các bạn xem về áo. Thì với mẫu giày này thì các bạn nhìn thấy form thiết kế của New Balance, nhìn qua là nhận ra được ngay. Với lại những cái lớp lang ở phía phần đế như thế này, cùng với đó là cái chữ N có phản quang ở bên hông. Thì đây là một cái mẫu giày, thứ nhất là nó nhẹ, thứ hai là nó thoáng, đi mùa hè khá tốt. Và thứ ba là quan trọng là mức giá nó rẻ. Mình không nhớ chính xác giá niêm yết là 2.395.000. Thì mẫu giày này đang được sale off lên tới 50%, tức là chúng ta chỉ có bỏ ra 1.1 triệu để mua mẫu giày như này, chưa kể mã giảm giá thì nó còn giảm xuống nữa. Thì mình sẽ để link của sản phẩm này bên dưới phần mô tả video để các bạn xem và mua nếu cần. Ngoài màu đen này, chúng ta sẽ có một số màu sắc khác nữa, ví dụ màu xanh blue, xanh navy cũng rất đẹp, hoặc là một cái màu xám thì phải, nó cũng rất đẹp nữa. Tuy nhiên mình chọn cái màu này để nó phù hợp với trang phục thôi, các bạn có thể chọn màu khác nếu cần. Rồi ok, đây là cái đôi giày dưới cùng. Mình sẽ tiếp đến thì mình có một cái hộp tới từ New Era. Thực ra thì ở Việt Nam chúng ta biết đến cái thương hiệu New Era này chủ yếu là qua những cái mũ. Thì cũng đúng thôi, tại vì đây là một trong những thương hiệu lâu đời nhất để họ sản xuất những cái mũ thủ công. Và mũ là sản phẩm được người ta biết đến nhiều nhất qua thương hiệu này. Tuy nhiên họ cũng có sản xuất cả những cái món đồ khác nữa. Trong đây thì mình mua về một cái áo phông. Cái áo phông này tại sao mình lại mua nó về? Tại vì thứ nhất là ở một cái mức giá khá hợp lý mà chúng ta sẽ có một cái cũng tương đối trend. Đấy là cái biểu hiện của logo thương hiệu. Như các bạn có thể thấy thì đây là một cái áo phông đen cơ bản. Và ở trước ngực nó có một cái logo NI, logo người yêu. Thì đây là cái logo quen thuộc mà chúng ta nhìn thấy rất nhiều ngoài đường, đặc biệt là Việt Nam thời gian gần đây. Tại vì MLB tràn về Việt Nam quá nhiều. Nhưng đây không phải là MLB Hàn Quốc, đây là New Era. Và cái logo này được in họa tiết Tiger Camo. Nó là logo của đội bóng New York Yankees. Nhà bên cạnh họ đang khoan đục cho nên là có một vài tiếng ồn nó hơi khó chịu một chút, mong bạn thông cảm vậy, mình không làm khác được. Đây là áo phông từ New Era. Mức giá thì hình như là 800 mấy gì đó. Mình sẽ để link bên dưới phần mô tả video này để cho bạn có thể tham khảo về giá. Và cuối cùng mình sẽ có một cái túi Levi's ở đây. Đây chúng ta nhìn thấy cái chữ Levi's. Mình khá thích thương hiệu này tại vì những sản phẩm jean của họ là rất chất lượng. Và cái tag đỏ mà Levi's thường có, nó có một cái nét gì đó rất là cuốn hút. Bên trong này thì mình sẽ có hai sản phẩm, một áo khoác ngoài và một quần jean. Thì đương nhiên rồi, nhắc đến Levi's là chúng ta phải nhắc đến những chiếc quần jean kinh điển. Và nếu như các bạn không biết thì những chiếc blue jean, tức là những chiếc quần jean xanh này đầu tiên trên thế giới là được làm ra bởi Levi's từ những năm của thế kỷ 19. Thì ở đây mình có một cái mẫu, nó có tên là jean Levi's 502 taper. Taper là một cái dáng quần mà như bạn thấy thì nó giống như là một cái dáng quần suông. Ở Việt Nam gọi nó là quần ống suông. Không phải là những cái quần mà theo kiểu là quần ống bó, quần skinny jean hoặc là quần theo kiểu là slim, tức là nó sẽ bó dần rồi bó xuống gấu bên dưới. Mà với những quần taper dạng regular này thì nó sẽ hầu như là sẽ có cái độ rộng từ phần đùi xuống đến phần gấu, nó không chênh lệch nhau quá nhiều. Mặc những loại quần như thế này thì tất cả mọi người đều mặc được hết, từ già đến trẻ, từ lớn đến bé, từ béo đến gầy, từ nam đến nữ, tất tần tật mặc được hết. Và những loại quần này thì nó mặc nó cực kỳ thoải mái. Ví dụ các bạn mặc những loại quần jean bó ấy, thì nó sẽ đôi khi nó hợp với một vài trang phục nhất định thôi chứ không hợp với tất cả, mà nó lại cho cảm giác hơi khó chịu do là nó bó vào cơ thể. Đối với lại cái mẫu ngày hôm nay ấy,
mình chọn phá cách một chút để nó có một vài cái điểm rách ở phần gối như thế này. Chứ còn nếu như mà nó trơn thuần ấy thì mình thấy nó hơi nhàm chán, cho nên là mình đã chọn như thế này. Xét về mức giá thì mức giá của quần jean Levi's là một cái mức giá theo mình thì là một mức giá ổn. Nó có một mức giá niêm yết chính hãng đang là 1.999.000, tức là 2.000.000 thiếu 10.000. Các bạn, mình nói thật là các bạn hoàn toàn có thể thử bỏ tiền ra để mua một chiếc quần jean từ Levi's để cảm nhận về chất lượng cũng như là thương hiệu này nó như thế nào. Chúng ta đừng nên mua những cái quần jean tới từ Quảng Châu hay tới từ Trung Quốc với mức giá đã 5-700.000 rồi, hoặc thậm chí 1.000.000 rồi. Mà đây thì chỉ là một quần jean với mức giá khoảng 2.000.000, gấp đôi, hơn gấp đôi số đó mà chúng ta sẽ có một quần jean chất lượng như này, xứng đáng để bỏ tiền ra mua, thật sự xứng đáng để bỏ tiền ra mua. Không nhiều thì chúng ta cũng nên bỏ ra mua thử một cái để cho biết cũng được. Và cái sản phẩm cuối cùng, nó là một cái áo khoác ngoài là hoàn thiện nốt. Áo khoác ngoài này mình chọn như bạn thấy thì nó là màu đen trắng. Đây là một cái áo khoác sơ mi màu đen trắng. Và tại sao mình chọn? Tại vì bộ sưu tập này là bộ sưu tập mà collab giữa Levi's và Justin Timberlake, có được Levi's Việt Nam mang về. Thì đây là một cái áo caro kẻ khổ lớn. Những cái khổ lớn này thì nó sẽ phù hợp với những người mà gầy gầy một chút, tại vì nó sẽ làm đầy đặn hơn. Còn những người béo thì nên mặc những cái loại caro kẻ bé thôi. Như bạn thấy thì mình thường mặc những loại kẻ caro ấy, nó lớn, ô lớn như thế này. Và đây là đen trắng và xám, ở cổ thì có một chút nhung. Thì đây là một cái áo tới từ Levi's và giá bằng với cái quần này, tức là 1.000.000, tóm lại 2.000.000 lẻ, quên nhầm, thiếu 10.000. Thì đây là một mức giá mà theo mình là cũng rất hợp lý. Tại vì sao? Tại vì mình đã mua rất nhiều những chiếc áo flannel tới từ Anti-Social Club, mà thậm chí mức giá của nó còn gấp 2,5 lần thế này cơ. Tức là cùng một chiếc cái áo mà chất lượng của Anti không bao giờ so sánh được với lại Levi's nhá. Thế nhưng mà giá của nó thì gấp 2,5 lần. Tức là mình mua hai cái này mới mua được một cái Anti-Social Club. Thì chả có lý do gì mình không thể bỏ tiền ra mua một cái áo flannel tới từ Levi's như thế này để về mặc. Mà đặc biệt đây là bản collab giữa Justin Timberlake và Levi's nữa. Nói đến Timberlake thì có lẽ là nhiều bạn ở đây cũng không biết đâu, tại vì anh ấy chỉ nổi những năm sớm thôi. Còn về sau thì Timberlake chuyển sang đóng phim nhiều hơn là ca nhạc. Ngày bé thì mình cũng xem, cũng không bé lắm đâu, tầm cấp 2, cấp 3 đâu, xem rất nhiều những cái MV và nghe nhạc của anh ấy, kiểu như What Goes Around Comes Around hoặc là Khóc Một Dòng Sông, đại loại thế. Cái bài hát mà viết sau khi chia tay Britney Spears, vân vân, thôi đừng lên thiên nữa. Thì đấy, đây là cái sản phẩm mà trong bộ sưu tập đó. Có nhiều sản phẩm hơn nữa, nhưng mà đương nhiên mùa hè rồi mình mua áo này thôi, chứ mình không mua áo khoác tới từ bộ sưu tập đó nữa. Bộ sưu tập đấy thì có ở Levi's Việt Nam. Rồi, như vậy là cả 4 món đồ ngày hôm nay thì mình đã cho bạn xem về giá. Thực tế ra thì giá nó sẽ còn rẻ hơn nữa và có mã giảm giá cho các bạn ở bên dưới mô tả video này nữa. Thì cả 4 sản phẩm này thì mình đều mua ở Lazada trong cái tháng 3 này. Thì nếu mà mua ở Lazada thì ai cũng sẽ có thể mua được, tại vì họ ship hàng tất cả mọi nơi. Chúng ta chỉ việc chọn rồi sau đó thì ship về đến nơi, không phải là kiểu chờ đợi hay order gì cả. Và ngoài ra nữa, cái việc mà các bạn chọn size nào cho mình phù hợp ấy thì nên nhắn hỏi những cái gian hàng mà mình đã để link bên dưới. Còn bây giờ thì mình sẽ đi mô tả chi tiết của cả 4 món đồ ngày hôm nay để cho các bạn xem, mặc thử nó nữa để cho các bạn xem nốt. Chúng ta có tất cả là 4 món đồ, nhưng mà cứ theo truyền thống thì về kênh này chúng ta xem giày trước đã. Đầu tiên thì đây là đôi New Balance với hộp màu xám, và chúng ta sẽ có mã đây, Classic Tradition Nails, và size mình đang có là 8,5-8 và nó là 42 euro. Với cái mẫu mã này thì nó là một cái size có bề ngang là medium chứ không phải là wide. Nó là cái dạng bề ngang nó bình thường, trung bình chứ không phải là rộng. Thành ra là với cái mẫu medium này mình nghĩ là mình nên cộng size, và đúng là như vậy thật. Bình thường ra mình đi 41, nhưng mẫu này mình đi là cộng thêm nửa size nó thành 42 ở đây, thì nó hợp lý hơn là cái việc mà chúng ta đi đúng size. Để chọn size đôi này hợp lý nhất thì các bạn cứ tự ướm sang với lại cái size mà chúng ta thường đi bên Adidas hoặc Nike ấy. Ví dụ bình thường Adidas hoặc Nike mình đều đi 8 US, thì đôi này đi 8,5 US là hợp lý, 8,5 rồi. Và bên trong này thì đây chính là nhân vật của chúng ta ngày hôm nay. Nó là một cái đôi giày có màu đen. Mình đã chọn màu đen tại vì để cho nó hợp với lại màu của áo sơ mi kia. Chứ thực ra thì phiên bản này nó còn có những màu sắc khác nữa, nhìn cũng khá là ổn. Có màu xanh navy nhìn cũng đẹp hết. Và đây là màu đen, màu sắc chủ đạo của nó sẽ là đen này, xám này và trắng. Đó, nhìn khá là lịch lãm. Đây là bên chân trái. Thực tế ra thì đôi giày này nó không hề rẻ đâu. Giá niêm yết của nó lên tới là 2.395.000. Đó,
Cái mẫu New Balance này thì nó có số hiệu đó là 996, như bạn đang nhìn thấy ở đây thì chúng ta sẽ có số hiệu ngay trên lưỡi gà như thế này, và trong lót cũng có số 996 nữa. Đó, chỗ này đây. Và về cái form thiết kế này thì là form thiết kế khá là đặc trưng tới từ New Balance. Và cái form này thì có nhiều đôi New Balance khác nó cũng có cái form thiết kế tương tự như vậy. Và mình có một vài đặc điểm thiết kế là như sau. Thứ nhất là chúng ta sẽ có một cái phần bộ đế với lại nhiều cái lớp. Và những cái lớp này thì nó cũng có nhiều màu sắc khác nhau. Ví dụ riêng cái phần đế này chúng ta có trắng này, xám đậm và xám nhạt. Bên dưới này màu đen luôn. Thì đây là đế ngoài. Đế ngoài này thì là đế ngoài bằng cao su. Và chúng ta sẽ có phần cao su cứng được phủ toàn bộ luôn. Và mình nghĩ là nó sẽ phù hợp hơn để cái việc chúng ta đi thẳng bình thường thôi, chứ còn đi ngang thì nó sẽ không ma sát về phía này đâu, mà nó ma sát về phía dọc này này. Đó, có những rãnh như thế này. Và đôi này để đi lifestyle chứ không phải là để đi chạy, cho nên là chúng ta đi nó thấy nó sẽ bình thường thôi. Và chúng ta nhìn thấy được những rãnh ở phía dưới, mà qua đây là nhìn ngang cũng thấy được luôn. Nói chung thì về cái đế này cũng không có quá nhiều những điều đặc biệt. Và cái phần đế màu xám nhạt này, nó là một cái phần khá là êm này. Cái phần này thì tiếp xúc với lại lòng bàn chân nó êm thì cũng đúng thôi. Còn bên dưới này thì cứng hơn một chút. Còn cái phần trắng trắng này thì là phần cứng nhất trong cả ba. Còn đương nhiên phần cao su đen bên ngoài này là cái cứng nhất, tại vì nó sẽ là cái mà tiếp xúc với bề mặt đường rồi. Cái đó thì không nói. Đó. Đế thì toàn bộ là như vậy thôi. Còn lại thì chúng ta sẽ có thân dày, thì các bạn có thể nhìn qua một chút. Đây là nhìn từ trên xuống, cũng khá đẹp đúng không? Đây là nhìn má trong. Đây là nhìn đằng sau. Đây là nhìn má ngoài. Và đằng trước thì nó sẽ như thế này. Đó. Mẫu giày này thì nó có khá nhiều da lộn. Da lộn nó được kéo xung quanh phần toe cap như thế này, và kéo lên trên chỗ phần lỗ buộc dây. Và có một cái miếng màu đen da lộn được phủ toàn bộ đằng sau như chúng ta thấy ở đây. Thì hầu hết ở trên đôi giày này màu đen nó sẽ là da lộn. Chúng ta sẽ có những phần khác thì ở phần toe box này nó chính là vải nylon. Đó. Chỗ này cũng như lưỡi gà được làm bằng vải nylon để cho là cái mức độ thông thoáng của đôi giày này nó sẽ cao hơn. Nếu mà đi đôi giày này các bạn sẽ thấy được là khi mà đi xe máy chẳng hạn, gió nó sẽ lùa qua đây lên thẳng mu bàn chân, thấy rất là rõ ràng luôn, và chúng ta đi không hề bị bí một tí nào luôn. Những phần còn lại này thì trong cái miếng da lộn này chúng ta để ý kỹ ra, chúng ta còn có những cái lỗ chấm nhỏ để thông hơi ở phía này, 1, 2, 3, 3 lỗ này. Và đặc biệt là đôi giày này thì nó vẫn mang tính chất lịch sự tới từ da lộn, mà nó vẫn không bị bí một chút nào do rằng nó có cả ni lông phủ từ phía dưới hộp ngón chân cho lên tận mu bàn chân bên trên luôn. Và thậm chí là ni lông có cả phần bên hông như này đây, những chỗ này này. Đó, bên này cũng có một chút đối diện. Và chúng ta thấy được đó là cách thiết kế đặc trưng. Ngoài ra thì sẽ có một vài phần chất liệu khác, ví dụ như là da, đây là một loại da nhăn màu xám, là một cái chi tiết kiểu chêm vào đây thôi, không có gì đặc biệt cả. Và đây là nhựa TPU với lại cái dòng chữ khắc nổi New Balance. Cái miếng nhựa TPU này để giữ cố định cho gót sau của đôi giày này, cái này là bằng nhựa. Và ngoài ra thì cái miếng đằng sau gót với cái dòng chữ New Balance này thì nó là một miếng phản quang. Phản quang khá là mạnh luôn. Và chữ N này cũng vậy. Logo của hãng này thì đây phản quang, đây cũng phản quang luôn. Đó, như vậy chúng ta sẽ có tất cả là khoảng 3 chi tiết phản quang, 1, 2 và 3. Như vậy là nhìn đằng trong này, đằng ngoài này, đằng sau chúng ta thấy đều rất là rõ ràng. Về lưỡi gà thì sẽ có một cái miếng vải, ở bên trên này sẽ có logo của hãng, dòng chữ New Balance và tên dòng là 996, số hiệu là 996. Con tem được đặt ngay bên trong này. Đó, như các bạn nhìn thấy thì đây là cái con tem được in, gồm có 8,5 này, 842 và 26,5 cm. Bên trong này chúng ta cũng sẽ có nhiều lớp vải mesh. Tuy nhiên thì cái vải mesh này nó hơi lạ một chút, tại vì nó êm, nhìn nó khá là mềm, nó không như là mesh bình thường. Mình thấy là cái mesh này đi cho cảm giác rất là tốt. Nó cũng được đệm một cái lớp mút bên trong này nữa, khiến cho cảm giác đi của chúng ta cọ vào cổ chân nó sẽ dễ chịu hơn. Bên trong thì cái lót dày của nó sẽ như thế này. Và đây là cái lót có in New Balance 996. Lót khá là mỏng và mình nghĩ là nó cũng nhẹ nữa. Như vậy thôi là đủ dùng, đi bộ khá thoải mái. Đây, thấy không? Đó. Như bạn có thể thấy thì đây là phiên bản mà bên trong ấy, cái bề rộng của nó chỉ là medium thôi chứ không phải là wide, cho nên là có thể thấy được là nó khá là hẹp. Thành ra là những bạn mà chân bè khá là nhiều ấy, thì chúng ta nên cộng thêm size nữa so với size bình thường. Đó. Tiếp tục thì ngay bên trên cái đôi giày sẽ là cái chiếc quần, và đây chính là chiếc quần Levi's 502 Taper. Thì đây là cái dáng quần mà chúng ta có thể thấy qua, thì cái dáng này nó khá là kiểu suông. Nó, đúng, từ tiếng Việt của chúng ta hay gọi là quần ống suông hoặc là quần ống đứng. Tuy nhiên thì nó cũng sẽ có bó một chút vào ở cái phần gối này. Như bạn đang nhìn thấy thì nó có bó một chút. Cái vải quần này có giãn rất là thích, mà mình rất thích cái loại vải như này. Tại vì thường thường ra những cái loại quần jean khác nó sẽ có cái vải cứng. Tùy người thích loại vải như nào, nhưng mình thích cái loại vải mà nó có giãn 4 chiều như này. Thấy không? Có giãn theo chiều
đấy là cái chiều ngang, chiều dọc cũng có giãn một chút luôn. Thì đây là cái loại quần mà các bạn có thấy được là nó sẽ có ống không khác biệt nhau nhiều lắm về cái phần từ đùi cho đến gấu, cho đến gối cũng như là cái gấu bên dưới như này, không khác biệt nhau quá nhiều. Nó có bó vào một chút nào đó thì nó cũng không nhiều lắm để mà cho cảm giác rằng là nó bó thuôn xuống hoặc như nào đó, giống như kiểu skinny hoặc là slim fit, không phải thế. Và ở đây chúng ta sẽ có một vài chi tiết được làm rách, được cào rách. Tuy nhiên thì bên trong này có lót một cái lớp vải nữa, cho nên là chúng ta không sợ là mất lịch sự khi mà lộ ra thịt hay gì cả. Tất cả những chỗ này nó đều có được lót một cái lớp vải camo bên trong. Đó, khá là ok. Về cái vải này thì nó mỏng hơn là những loại vải mà cứng bình thường, nó co giãn, nó mỏng hơn, thành ra là đi mặc cái loại này vào mùa hè sắp tới đây mình thấy là rất là dễ chịu. Thứ nhất là dễ chịu là do là nó thoải mái, rộng rãi, thoáng mát ở cái dáng taper này. Thứ hai là loại vải này nó mỏng, co giãn và thấm hút mồ hôi tốt. Thứ ba là cái loại quần này vốn nó đã dành cho rất nhiều những thể loại người, từ mỏng cơm, gầy, béo, rồi vân vân và vân vân. Chứ còn những cái loại mà nó kén người mặc thì là skinny và slim fit cơ. Chứ còn cái dáng taper regular này thì mình nghĩ là ai cũng mặc được hết. Đặc biệt là kể cả khi các bạn để thả ống quần hoặc là các bạn sắn ống, kiểu gì vẫn cứ đẹp luôn. Các bạn nhìn đấy, mình chỉ cần sắn bằng tay mà chưa đi lên đã thấy là cái ống nó đẹp rồi. Thấy không? Đó. Và những cái phần khác thì các bạn có thể xem qua. Chúng ta sẽ có, đây là cái phần cạp quần. Đây là cái cúc. Nó sẽ có được dập cái dòng chữ Levi's và tên thương hiệu chứ không phải là mỗi dòng chữ Levi's. Đây là cái khóa đồng, và cái khóa này cũng có cái chỗ logo của Levi's. Như các bạn nhìn thấy, cái này là hình logo Levi's này. Đó, hình này này. Cái hình được đục bên dưới này, và khóa kéo rất là êm. Rất êm. Cái mác ở quần này thì chúng ta có thể có một vài thông tin đọc được như sau. Thì giá niêm yết của quần này không hề rẻ một chút nào, lên tới là 2 triệu thiếu 10 nghìn, và xuất xứ của nó là Bangladesh. Xuất xứ từ Bangladesh. Và đây là một vài những cái thông số khác. Thì nhìn về xuất xứ ấy, nó có ở trong một vài cái mác ở bên trong quần như này. Những cái mác này cho chúng ta thấy được là nó được làm từ Bangladesh thật. Đây là made in Bangladesh. Đó, mấy cái mác này rồi sau cũng cắt đi thôi. Một số đặc điểm đặc trưng của quần Levi's đó là chúng ta sẽ có cái phần đằng sau như thế này. Cái này là cái chúng ta nhìn thấy quá nhiều rồi. Và tên của nó có ở đây, 502 Highball. Và đây là cái size mà mình chọn là size 29. Thì để mà chọn size cho chính xác hơn ấy, các bạn nên inbox cho cái gian hàng của Levi's. Mình sẽ để link bên dưới phần mô tả để các bạn tư vấn cho các bạn dễ dàng hơn về size. Tại vì size nó cũng tùy thuộc theo dáng quần nữa. Có thể các bạn không mua taper như mình như này, các bạn mua skinny thì nó sẽ khác đi một tí ti. Và ngoài ra thì những cái này cũng là cái đặc trưng nữa này. Trong phần túi, các bạn có thể thấy được là cái phần túi bên trong này được in đó khoảng là hơn 140 năm qua. Thì được tạo ra bởi Levi Strauss vào năm 1873. Và những chiếc quần jean của chúng tôi đã trở thành truyền thống của nước Mỹ, vân 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 vân. Đó, đây là cái logo Levi's, rất là đẹp. Nói chung thì chất lượng của Levi's, quần Levi's, vải jean Levi's có lẽ mình không cần phải nói quá nhiều nữa, nó quá quen thuộc rồi. Chất lượng như nào đã được khẳng định, à quên mất, có miếng tag đỏ này không thể không nhắc đến. Tag đỏ của Levi's, đó, đằng sau mông, phía túi quần bên phải như thế này. Đó. Cái chiếc áo sơ mi này là cái chiếc áo trong bộ sưu tập mà như mình đã nói thì Levi's họ collab với lại Justin Timberlake. Và đây là một cái chiếc áo mà mình cũng khá là thích, mặc dù màu này không phải là màu mà mình quá thích. Đây là hai cái màu đen trắng, đương nhiên là pha đen trắng vào chúng ta sẽ có màu xám. Và đây là một cái loại áo sơ mi, nó có chất liệu vải flannel khá là quen thuộc. Thì như mình đã nói thì đây là những loại chất liệu vải mà chúng ta mặc mùa hè cũng được, mà mùa đông cũng được. Thì chúng ta sẽ có một vài đặc điểm như sau. Thứ nhất đó là đây là những cái ô kẻ vải to. Đấy, các bạn thấy không? Đây là những ô kẻ vải to. Thì với những ô kẻ vải to này thì mình nghĩ là nó dễ mặc hơn ô cả kẻ vải bé. Tại vì nó sẽ cho cái cảm giác là người của chúng ta sẽ có gì đấy nó bụi bặm hơn. Với những ô kẻ vải bé hoặc là thậm chí rất bé cỡ này thì nó sẽ cho cảm giác là lịch sự, nó hơi văn phòng quá. Mình không thích cái điều đấy. Ở đây thì chúng ta sẽ có một túi ngực có cúc hẳn hoi, cúc màu đen. Và đây là hàng cúc màu đen nữa. Đó. Sẽ có một cái cổ áo khá là lạ, khi mà cổ này nó giống như là làm chất liệu từ nhung vậy. Như các bạn có thể nhìn thấy ở đây thì đây là cổ áo, và sờ vào nó mịn như nhung luôn ấy. Đó, rất là hay. Và khi mà mặc cổ áo này chúng ta sẽ cảm thấy cực kỳ là dễ chịu, cùng với đó là làm sạch của nó cũng dễ luôn. Bên trong này thì chúng ta sẽ có cái mác, và đây là cái bộ sưu tập Fresh Leaf. Và đây là dòng chữ Justin Timberlake, size mình chọn là size S, logo Levi's, và chỗ này là chỗ để móc treo.
sẽ có một cái tag nhỏ ở đây thì chúng ta cũng có một vài thông tin như vừa nãy, tại vì đây là hàng chính hãng mà. Nó sẽ có mức giá cũng giống như quần bò vừa nãy, đó là 2 triệu, đó là 2.001.000. Và cũng như là mình đã nói ngay đầu video đó là đây là một mức giá vô cùng hợp lý, tại vì nó chỉ bằng một phần so với lại những cái flannel đến từ những hãng khác thôi. Mà đây là hàng chính hãng bán trong store và cái này cũng từ Bangladesh luôn. Không biết là nó có made in, ở đây đây, made in Bangladesh đây. Đó, made in Bangladesh. Rồi, đối với lại cái mẫu áo này ấy, thì mình thấy là cái độ dày của vải là vừa đủ để mình có thể vừa mặc mùa đông và mặc mùa hè. Nếu nó dày quá thì mùa hè không mặc được, còn nó mỏng quá thì mùa đông mặc lại cũng chẳng có đáng, chẳng có gì nó kiểu như là nó giữ ấm cho lắm cả. Đối với mẫu này thì nó vừa đủ, lát mình mặc lên để các bạn thấy được là cái form cũng như là nó sẽ như thế nào. Một vài cái mác khác thì nó được đặt ở phía hông của áo như thế này, và cái tag Levi màu đỏ nó sẽ có ở cái ngực áo bên trái. Đó, như bạn anh nhìn thấy thì tag đây. Còn một cái chi tiết nữa, đó là ở bên dưới gấu áo chúng ta sẽ có cái miếng này. Và đương nhiên với mức độ chi tiết của Levi's thì chúng ta sẽ có những cái cúc bổ trợ đi kèm trong trường hợp mà các bạn mất cúc. Đó, thấy không? Mình rất thích cái điều này, tại vì rất dễ rơi cúc mà. Nếu rơi cúc chúng ta sẽ có những cúc này để thay thế, một cúc lớn, một cúc bé, khá là chi tiết. Chiếc áo cuối cùng trong cả video này là một chiếc áo phông tới từ thương hiệu New Era. Và đây là cái logo của New York Yankees, một đội bóng chạy tới từ Mỹ. Và cái logo này thì nó được làm nền bởi những họa tiết Tiger Camo, họa tiết rắn ri hổ, có thể nói là như vậy. Thì cái chữ người yêu này có nhiều người lầm tưởng nó là người yêu hoặc là người yêu cũ, NIC, người yêu cũ. Ở Việt Nam thì người ta mặc rất nhiều nhưng không biết là nó tới từ hãng nào. Và đối với MLB ấy, thì mình thấy là giá của những chiếc áo MLB được xách tay từ Hàn về nó còn đắt hơn thế này. Tức là đối với việc là chúng ta bỏ ra một số tiền tương đương, chúng ta sẽ chỉ mua được một chiếc áo MLB xách tay từ Hàn mà nó cũng không đẹp lắm, nó chẳng đẹp lắm. Với mẫu New Era này thì mình thấy nó khá là đẹp. Đây là cái mác đằng sau này, in rất là đẹp, New Era size M, mình chọn size M. Và sẽ có những cái đường vòng quanh, những cái logo thương hiệu New Era này. Sẽ có cái mác ở đây. Thì như bạn thấy là mình có rất nhiều những hình ảnh, có rất nhiều hình ảnh, những logo mà nó được in ở trên cái mác này. Rất tiếc nó không phải là sticker để mà mình lột ra mình dán được, chỉ là in thôi, không phải sticker, hơi tiếc một tí. Ngoài cái phần họa tiết ở ngay trước ngực là cái logo của New York Yankees, thì bên cổ tay áo bên trái chúng ta sẽ có logo của New Era được thêu. Đây là thêu không phải in. Còn cổ tay áo bên phải thì cũng có logo của New York Yankees nhưng mà màu trắng, và sẽ có tên của hãng là New Era ở đây, trademark. Đó. Đằng sau thì chúng ta chả có gì cả, chả có một cái gì hết, trắng trơn. Nói chung thì đây là một cái áo chất lượng tốt nhất ở chỗ đó là mình thấy là cái vải này cực kỳ ngon. Đây mình có thể giãn ra cho bạn xem, thấy không? Nó mỏng nhìn xuyên qua được và nó co giãn thấm hút mồ hôi rất là tốt. Mỏng, mặc thoáng mát, đủ để mình mặc ở bên trong. Mà cái phần chữ New York Yankees này, cái chữ này nó vẫn đủ lộ ra ngoài để mà mình không phải đóng cúc áo. Tức là mình thường mặc flannel theo kiểu là mình không cài cúc, do vậy là người ta vẫn có thể nhìn thấy được cái chữ này phía bên trong ngực. Và ok, bây giờ mình sẽ mặc thử cả bốn món đồ bên trên cả một cây lên người cho bạn cùng xem. Mình có đầy đủ từ áo phông bên trong này, áo khoác sơ mi bên ngoài này, quần jean này, và có cả giày nữa. Nếu mà có cơ hội thì lần sau mình sẽ làm đầy đủ hơn nữa cho bạn cùng xem, gồm có thậm chí cả thắt lưng, ví, đồng hồ đeo tay, vân vân. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.